Philippines. Lane number 4, booth number 538, Francis Medina Tianga from the Philippines. Đường nhà số 5, số đường 524, Elgato Way, Baza, Philippines. Lane number 5, booth number 524, Arishon Gray, Brazos from the Philippines. Đường nhà số 6, số đường 817, Nguyễn Đức Sơn, Việt Nam. Lane number 6, booth number 817, Nguyễn Đức Sơn from Vietnam. Đường nhà số 7, số đeo 818, Quách Công Lịch, Việt Nam. Lane number 7, booth 818, Quách Công Lịch from Vietnam. Đường nhà số 8, số đeo 621, Quốc Duân, J. Carvin, Singapore. Lane number 8, booth number 621, Quách Chun Chi, Calvin from Singapore. Chúng ta vừa được nhìn thấy công bố của ban tổ chức về đường chạy cũng như số áp bíp của các vận động viên sẽ tham gia nội dung chung kết 400m rào nam. Ở đường chạy số 6 và mang áo bíp 817, Nguyễn Đức Sơn, và 818 là Quách Công Lịch ở đường chạy số 7. Quách Công Lịch chính là anh trai của vận động viên đã giành huy chương vàng nội dung 400m rào nữ Quách Thị Lan. Và cả Quách Công Lịch cũng như Nguyễn Đức Sơn đều sẽ là những sự kỳ vọng của chúng ta vào tấm huy chương vàng tiếp theo. Các vận động viên đang sẵn sàng để xuất phát. Bắt đầu. Lúc này thì Quách Công Lịch đang vươn lên dẫn đầu. Bám theo anh là vận động viên của Philippines. Tạm thời đang có được khoảng cách dẫn trước tới từ vận động viên của Philippines. Khá đáng tiếc. Như vậy là Quách Công Lịch hay Nguyễn Đức Sơn đều đã không thể vượt qua vận động viên của Philippines. Đó là vận động viên mang áo bíp 524 ở đường chạy số 5. Erickson Gray Branas là vận động viên đã giành tấm huy chương vàng. Quách Công Lịch là người xếp thứ hai. Với góc quay này thì có vẻ như là vận động viên của Singapore, Quách Chun Chi Calvin, mang áo bíp 621 là vận động viên giành tấm huy chương đồng. Nguyễn Đức Sơn chỉ về thứ tư. Như vậy là Quách Công Lịch đã không thể giành tấm huy chương vàng nội dung 400m rào nữ giống như người em gái Quách Thị Lan của mình. Ở những mét cuối cùng thì vận động viên của Philippines đã xuất sắc để bứt lên và giành tấm huy chương vàng với thành tích là 50 giây 41. Tại vòng loại thì Quách Công Lịch của chúng ta
50 giây 82 là thành tích của Quách Công Lịch để anh có được tấm huy chương bạc. Harrison, vận động viên của Philippines, có được tấm huy chương vàng. Sau đây sẽ là quốc ca của Philippines.